Hồ Văn Cường cuối năm tranh thủ chạy sâu đón Tết, bậc mí sâu diễn mới Hồ Văn Cường tại phòng trà Biến Thành. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, Chị Violet Ad, một trong những trưởng nhóm FC Hồ Văn Cường mới đây có chia sẻ, Hương Lan là một danh ca nổi tiếng với dòng nhạc quê hương chứ tình, cũng giống như Cường, mà theo mình thấy phần đông ai hát dòng nhạc này cũng đều có một tâm hồn hiền lành. Cô ấy đã chọn Cường là khách mời chính là cô ấy đã có tình thương đối với con và không sợ gì cả. Cô tin vào Cường, cô tin vào khán giả sẽ có một lựa chọn đúng đắn nhất để thương yêu, để ủng hộ. Và giờ các giới phòng trà, bầu xô đã thấy giá trị của Cường qua tài năng và chúng ta phải chứng tỏ cho họ thấy hơn nữa nhé. Họ sẽ phải thấy ở đâu có Cường là ở đó trái vé. Từ tối qua những cú phôn và tin nhắn tới tấp của xanh đọt chuối, chúng ta đã cho phòng trà và bầu xô thấy giá trị của Cường. Hãy phát huy hơn nữa cho thiên hạ thấy các bạn nhé. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, Mới đây, thông tin Hồ Văn Cường sẽ có đêm diễn chung với danh ca Hương Lan tại phòng trà vừng ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ trẻ vô cùng hào hứng trước thông tin này. Được biết đây cũng là lần hiếm hoi nữ danh ca Hương Lan nhận lời hát tại một phòng trà ở Việt Nam sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Cụ thể, ban tổ chức đêm nhạc mini show Hương Lan thông báo trên fanpage có tên Vừng ơi mở ra về kế hoạch tổ chức đêm nhạc ngày 4 tháng 12 mini sâu danh ca Hương Lan và ca sĩ khách mời Hồ Văn Cường. Một dịp hiếm hoi cô Hương Lan về nước và nhận lời hát phòng trà, làm sao có thể bỏ lỡ. Những giai điệu ngọt ngào nào sẽ được biểu diễn? Là còn thương rau đắng mọc sau hè, hay con đường xưa em đi, hay đêm gành hào, ca khúc nào vừng cũng mong chờ cả. Bởi những bài hát đầy thổn thức của cô Hương Lan luôn nằm trong những playlist siêu thích của vừng. Đêm ngày mùng 4 tháng 12 này còn có sự góp mặt của giọng hát từng lấy đi nhiều nước mắt khán giả, Hồ Văn Cường chất giọng ấy bây giờ đã trưởng thành hơn, chiêm nghiệm hơn. Cả hai sẽ có những kết hợp đặc biệt thú vị nào. Đặt vé ngay tại vườn để không bỏ lỡ một đêm ngọt ngào trong âm nhạc nhé. Kính thưa quý cô chú anh chị, sau khi có thông báo chính thức về sâu diễn của danh ca Hương Lan và Hồ Văn Cường, thì mới đây một người hâm mộ đã nhắn tin vào fanpage Vừng ơi mở ra để yêu cầu chương trình này tổ chức ở một điểm diễn lớn hơn vì còn quá nhiều tình yêu thương, không mua được vé của mini sâu Hồ Văn Cường và cô Hương Lan thì ban tổ chức chương trình này cho biết đang thu xếp một sâu mới cho Hồ Văn Cường vào ngày 8 tháng 12 tới tại phòng trà Biến Thành. Cụ thể đoạn trao đổi của ban tổ chức chương trình ca nhạc nói trên với một fan như sau. Vương ơi có thể nào thu xếp điểm diễn rộng hơn cho hai cô cháu được không hạ? Còn có quá nhiều yêu thương, mong muốn được gặp và nghe hai ca sĩ này hát. Rất mong rất mong. Và sau đó được người đại diện ban tổ chức chương trình này trả lời. Dạ đang múc thêm một đêm ngày 8 tháng 12, ở phòng trà Bến Thành để Cường hát chung với cô Hương Lan và O Sen Ngọc Mai đó họa. Nhưng chờ thu xếp lịch. Huy vọng lần này người hâm mộ được thỏa ước muốn thấy Hồ Văn Cường đứng chung sân khấu với những ca sĩ gạo cội trong sâu biết Việt. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, sau khi công khai trở thành người đỡ đầu cho Hồ Văn Cường sau nhiều ồn ào liên quan đến công ty cũ, Ngọc Sơn cũng thoải mái chia sẻ thông tin về chàng ca sĩ trẻ. Không chỉ tiết lộ các xê của Hồ Văn Cường ở thời điểm hiện tại, ngọc sơn cũng khẳng định nam ca sĩ trẻ đang được chính anh đào tạm chỉ dạy theo đại diện công ty giải trí mà hồ văn cường đã ký hợp đồng ngọc sơn không chỉ dạy hồ văn cường về nhạc lý mà còn dạy thêm về phong cách biểu diễn mới đây nhất danh ca ngọc sơn chia sẻ đoạn clip hậu trường một buổi tập luyện giữa anh và hồ văn cường trong clip nam danh ca đang chỉ cho hồ văn cường cách phát âm chuẩn từ vắt dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng danh ca ngọc sơn vẫn vô cùng kỹ lưỡng và chỉn chu yêu cầu hồ văn cường phải phát âm thật chuẩn mặc dù vậy không khí buổi tập rất vui vẻ, thoải mái. Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường còn bật cười thích thú khi anh chàng bị nhiễu, nói sai. Phan Hồ Văn Cường biết người đã đánh sập Facebook của nam ca sĩ trẻ, gửi tâm thư kêu gọi đã ăn chay niệm Phật thì không nên đẩy người khác vào đường cùng. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, trong thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường liên tục bị các thế lực đứng trong bóng tối đánh sập các tài khoản mạng xã hội như Facebook của fanpage cho đến giờ này hồ văn cường vẫn chưa có được facebook cơ cá nhân để nam ca sĩ có thể dễ dàng giao lưu với người hâm mộ của mình hồ văn cường vừa lập ra tài khoản nào là đều bị đánh bay màu khiến công chúng rất bức xúc về sự việc này hiện nay các tài khoản facebook fanpage mang tên hồ văn cường đều do công ty cũ quản lý khiến người hâm mộ cũng nghi ngờ về thế lực đứng phía sau ra tay đánh sập các trang facebook cơ kia của hồ văn cường mới đây một người hâm mộ đã bức xúc lên tiếng nói thay cho nam ca sĩ trẻ đôi lời nhắn nhủ đến ba tèo. Xin lỗi nhóm nha, vì Facebook thực của DP giới hạn bình luận nên mình viết ở nhóm với hy vọng lúc nào đó mà DP có lướt trang này sẽ nhìn thấy. Mọi công dân trên thế giới này đều được quyền tự do sử dụng Facebook và tạo tài khoản cho mình với tên họ của mình. Nghệ sĩ họ cũng có thể tự do tạo fanpage để là nơi giao lưu chia sẻ với khán giả của họ, không có ai bị giới hạn trong việc sử dụng quyền lợi này. Vậy tại sao bé Hồ Văn Cường, một công dân bình thường một người ca sĩ lại không thể dùng tên do cha mẹ đặt cho để tạo trang cho mình. Hãy dừng ngay những việc làm đê tiện, bị ổi khi đánh sập trang mà người ta tạo bằng chính cái tên của người ta, người ta cũng đâu kèm theo chữ con nuôi hay hậu duệ của ai đó. Các tài khoản Facebook từ trước đây của Cường, chúng tôi không cần mấy người trả lại, nhưng ít nhất hãy xóa, đổi tên, hoặc thậm chí bán cho người khác sử dụng cho mục đích khác, nhằm thu hồi vốn cũng được, hãy để Hồ Văn Cường được sử dụng cái tên hợp pháp trong khai sinh của em ấy. DP à, tôi không biết phải gọi mấy người bằng gì, cô gì hay chú, vì tôi thấy khinh, gọi không được. Cũng có tuổi rồi, hãy làm những việc để cho người nhỏ tuổi hơn tôn trọng mình. Suốt ngày giao giảng đạo lý, làm từ thiện, mà sau lưng lại làm mấy trò tiểu nhân núp lùm, thì việc làm thiện của mấy người cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Phan Hồ Văn Cường rất văn minh và biết suy nghĩ, không bao giờ đụng tới ai, ngược lại còn yêu thương và trân quý những ai tốt với em ấy. Nhưng nếu ai cố ý hại em ấy, chúng tôi sẽ bảo vệ và đấu tranh đến cùng. Thương Hồ Văn Cường một thì FC Hồ Văn Cường thương gấp 2-3 lần. Dù nhiều ngày đã trôi qua, nhưng cảm xúc vẫn còn đong đầy trong tôi. Hình ảnh Cường xuất hiện trong bộ vest tông màu xanh dương thật lịch lãm. Nhìn Cường lớn hơn trứng chạc và rất là đẹp trai. Thật sự là sâu diễn ngày 1 tháng 10 là một thành công của con. Những hình ảnh ở hòa bình thật lắng động cho tôi cảm giác hạnh phúc yêu thương khi nhìn tất cả các FC ba miền tổ quốc ngồi tụ tập về đây để gặp cậu bé mà mọi người đều yêu quý. Từng giọt mưa lớn nhỏ đã thay nhau đổ xuống trong cái gió lạnh của cơn mưa mà chẳng bạn nào quan tâm chỉ trong ngóng được gặp bé cường của lòng mình. Sao yêu quá tình cảm nào tha thiết yêu thương đến giường này. Tôi nghĩ trong thế giới bao la này có mấy ai được diễn phúc như cường. Trên sân khấu nhìn những ánh đèn màu xanh khi cường hát giống như một sự trân trọng mà ban tổ chức đã ưu ái tặng các FC. Về tình cảm mà mọi người dành cho con, thương Cường 10 lần thì phải thương các FC xanh đọt chuối gấp 20 lần, vì quá trân trọng tình cảm, đã không ngại đường xá xa xôi để cổ vũ, nhất ai cũng lớn tuổi. Tôi thấy hình ảnh của bạn Dung một FC quê ở Mỹ Tho Tiền Giang thật cảm động, bởi vì đối với người lớn tuổi những chuyến đi xa thật sự không dễ dàng. Cường đã có một sức mạnh vô hình để gắn kết tất cả chúng ta lại, tôi chỉ một lần có cơ hội đi xem sâu của con ở nhà hàng không tên, cũng là một kỷ niệm đẹp khó quên trong đời ở đó tôi thấy một hình ảnh đẹp của cuộc sống khi cùng chung một lý tưởng người ta sẽ gắn kết một cách kỳ lạ từ lúc biết được cuộc đời con trải qua sóng gió yêu thương con càng nhiều ai yêu cường thì mình yêu người đó và cảm thấy càng lớn hơn khi được kết bạn cùng sc ba miền bắc trung nam thì lại càng yêu quê hương đất nước mình hơn con có biết nhờ ai đó không là cường như cục nam châm hút tất cả ai yêu con sẽ cùng về một phía